Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 233 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, thiếu niên áo vàng lúc bấy giờ nhìn Lan Lăng Thần Hoàng một cái. Lan Lăng Thần Hoàng không khỏi lộ ra chút khẩn trương cười nói: "Ta cứu người thoát khốn, người sẽ không hướng ta hạ độc thủ đấy chứ?" Thiếu niên áo vàng nhìn đại đỉnh rách mướp trong tay một chút, khẽ co mày, đột nhiên gỡ xuống một cây chân vạc vứt ra ngoài. Chân vạc ô hai một tiếng cắm vào trong khối hồng mông khí, bồng bềnh mà đi. Hắn lạnh nhạt nói: "Người không đủ tư cách, chờ ngươi tu thành hỗn độn tiên, hoặc là đổi lại sư tôn của ngươi tới còn không sai biệt lắm. Ta ở tiên giới chờ ngươi cùng sư tôn của ngươi." Lan Lăng Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Huyền Minh Nguyên Giới hóa thành hỗn độn hồng mông, đột nhiên cười ha ha. Huyền Minh Nguyên Giới bị triệt để phá hủy, hỗn độn hồng mông khí quay chung quanh cái đỉnh trượng kia chuyển động, khối hồng mông khí quay chung quanh đỉnh trượng chuyển động, không ngừng hấp thu hồng mông tử khí ở bên ngoài. Sớm muộn gì cũng có một ngày, những hồng mông tử khí này cũng sẽ dung nhập bên trong khối không khí. Huyền Minh Nguyên Giới sẽ thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành một khí đoàn. Trừ tiên thiên thần ma, không người nào có thể ở trong đó mà sinh tồn. Lan Lăng Thần Hoàng cất bước đi vào trong khối không khí, như cá gặp nước. Mấy bước đi tới phụ cận cái đỉnh trượng kia, đánh ra bốn phía, bật cười khanh khách: "Huyền Thiên giáo chủ, ngươi còn muốn giả chết bao lâu nữa đấy?" Khối hồng mông khí chậm rãi lưu động, vô số đại đạo bị nghiền nát ở trong đó phiêu đãng, còn có vô số mảnh nhỏ huyết nhục. Trong đỉnh trượng đột nhiên truyền đến tiếng người: "Người ta cũng đã chết rồi, Thần Hoàng chớ có nói đùa." "Chết rồi sao?" Lan Lăng Thần Hoàng cười ha ha, cười đến cong cả thắt lưng: "Chúng ta những tồn tại ra đời trong hỗn độn này, nơi nào có thể chết được đây? Người hậu thiên đắc đạo, tu thành tiên thiên đạo thế, vẫn là có thọ nguyên hạn chế. Thọ nguyên vừa đến sẽ hồn phi phách tán. Bất quá ngươi luyện thành hồng mông hoàng đạo, nghịch chứng tiên thiên, đại đạo nấp trong hồng mông liền có bất tử chi thân. Lại tu luyện, ngươi sẽ trở thành tiên thiên thần ma, bất tử bất diệt, không phải là tiên mà có thọ nguyên của tiên. Hơn nữa, ngươi giấu giếm được người khác thôi, nhưng không thể gạt được ta đâu. Ngươi đem hỗn độn nguyên thần của mình ký thác vào trong chân vạc, có chân vạc tạo hóa tiên đỉnh bảo vệ ngươi. Trừ khi chân vạc phấn toái thì không người nào có thể giết được ngươi cả." Hắn lại cười lạnh nói: "Huyền Thiên giáo chủ, chuyện tình ngươi giả chết ta cũng đã từng làm một lần, đem đại đạo nghiền nát dung nhập vào hồng mông. Hồng mông bất diệt, ta không có chết đi, trừ khi có người khai thiên đem hồng mông mở ra, hoặc là đánh nát chân tiên đỉnh, nếu không không người nào có thể làm cho ngươi được. Huyền Đô cổ tiên chính là nhìn ra ngươi núp vào trong chân vạc, cho nên ngay cả chân vạc cũng không muốn. Người tính toán cũng là cực kỳ khôn khéo à." Trong chân vạc, thanh âm trầm mặc chốc lát, đột nhiên tử khí bắt đầu khởi động, Giang Nam hỗn độn nguyên thần hiện ra, chân mang hồng mông, hắn cười nói: "Bát cảnh thần hoàng, có gì chỉ giáo vậy?" "Ồ không, không cần tôn kính như vậy, người có thể gọi ta là sư huynh." Lan Lăng Thần Hoàng cười ha ha nói: "Nói sao thì nói, ta và ngươi trong lúc đó rất có sâu xa. Ngươi là sư đệ của ta, ngươi và ta đồng xuất một môn, chúng ta không phải ngoại nhân mà là sư huynh đệ." Trong khối hồng mông khí, đạo tắc bị nghiền nát phần phật bay tới, tự động tổ hợp hóa thành hồng mông hoàng đạo. Huyết nhục toái cốt cũng từng cục bay tới, gây dựng lại thân thể của Giang Nam. Nhưng Giang Nam không có cho hỗn độn nguyên thần của mình vào chủ thân thể. Hỗn độn nguyên thần như cũ đứng ở trên chân đỉnh, cảnh giác vạn phần. Nếu Lan Lăng Thần Hoàng xuất thủ, hắn liền chui vào trong chân vạc. Nghĩ đến cho dù là tồn tại cổ lão này cũng không làm gì được mình. "Sư huynh đệ sao?" Giang Nam như cũ phòng bị dị thường, chuẩn bị bất cứ lúc nào làm cho hỗn độn nguyên thần của mình chui vào trong đỉnh trượng, tức cười nói: "Thần Hoàng, người cũng là đệ tử của Hồ Thiên lão sư sao? Nói như vậy chúng ta cũng là người một nhà." "Người là nói Hồ Thiên đạo hữu sao?"
Lăng Lăng Thần Hoàng lắc đầu cười nói: "Người quá đề cao Hổ Thiên rồi. Sư tôn của ta chính là tồn tại cổ lão xa xưa, trước lúc thiên địa khai ích cũng đã ra đời rồi. Chứng kiến đế cùng tôn mở vũ trụ, định ra càn khôn. Sau khi khai thiên tích địa, sư tôn của ta liền đã là tiên nhân. Trong cổ tiên hắn là nhân tài kiệt xuất. Hổ Thiên đạo hữu có tài đức gì đây, có thể cùng sư tôn của ta sánh ngang được đây?" Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói: "Chúng ta sư huynh đệ nhất mạch này có lực lượng cùng tiềm năng khôn cùng, thường xuyên nhận được thiên quyến cùng thiên khiển. Thiên quyến là bởi vì chúng ta đúng thời cơ mà sinh ra, thành tựu bất khả hạn lượng. Thiên khiển là bởi vì chúng ta nghịch thiên mà đi. Tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ." Phía sau hắn mơ hồ hiện ra ma ngục nặng nề, đó là do Hồng Mông đại đạo thuần túy tạo thành ma ngục rộng lớn không giới hạn. Lăng Lăng Thần Hoàng nhìn về phía Giang Nam mỉm cười nói: "Hiện tại ngươi đã biết tại sao ta xưng ngươi là sư đệ rồi chứ? Ma ngục huyền tai kinh là sư phụ từ tiên giới mang vào hạ giới này, truyền thụ lại cho ta, để cho ta thay người truyền pháp. Bất quá môn công pháp này cũng là tiên sư sáng chế ra, ta chỉ có thể coi là thay sư truyền đạo. Cho nên cho dù là ta tự mình truyền thụ cho người khác ma ngục huyền tai kinh, người đó cũng chỉ có thể coi là đệ tử của tiên sư, là sư đệ của ta mà thôi." Trong lòng Giang Nam rung động, hắn sớm đã biết ma ngục huyền thai kinh lai lịch thật lớn, chỉ sợ dính líu đến một vị tồn tại cực kỳ cổ lão xa xưa. Nhưng không nghĩ tới môn công pháp này lại là tiên giới lưu truyền ra công pháp. Môn công pháp ma ngục huyền thai kinh này mặc dù chỉ có khúc dạo đầu, chỉ có thể tu luyện tới thần thông bát trọng, hơn nữa không có thần thông tương ứng. Nhưng môn công pháp này lại có khả năng vô hạn, bởi vì khúc dạo đầu của nó chính là lấy thần làm khởi điểm, luyện tựu thần tính, trên tiên thiên liền siêu nhân hơn một bậc. Lấy thần làm khởi điểm, lấy tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ làm quy tắc chung, không sợ thiên đạo, chính là muốn nhảy ra ngoài thiên đạo trói buộc, tu thành tiên nhân. Hơn nữa, lấy lực dung hợp cùng lực thôi diễn cường đại của ma ngục huyền thai kinh, môn công pháp này sẽ càng ngày càng lớn mạnh, người tu luyện thành tựu sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng làm được trình độ thiên đạo chưa đủ sợ. Chúng ta nhất mạch này khởi bước liền cao hơn người khác một bậc, thế nhưng dễ dàng gặp nạn. Ta cùng với lúc cổ tiên hạo kiếp hạ giới truyền đạo, sư đệ thứ nhất là cổ giả ma tôn. Đáng tiếc hắn gặp thiên khiến, tu luyện tới ma tôn cảnh giới liền chết trong cổ tiên hạo kiếp kia, thành một pháo hôi tầm thường. Lúc ấy địa ngục ta rất nhiều cường giả cũng tham dự đến một trận chấn áp huyền đô cổ tiên, tử thương vô số. Đây cũng không phải là chúng ta hảo tâm, mà là chư thiên vạn giới cùng minh hải vạn giới quá gần. May là đánh ở chư thiên vạn giới, đánh nát cũng là chư thiên vạn giới thôi, cùng địa ngục ta không có liên quan. Cổ giả ma tôn đem môn công pháp này truyền thụ cho Trạc Sơn đạo nhân, tiểu tử này bị chết còn nhanh hơn, vừa mới tu thành thần vị liền bị người giết chết đi. Hắn giơ lên đầu ngón tay, từng cái tên người nói ra, nghe mà ra đầu Giang Nam tê dại. Nhiều tồn tại tu luyện ma ngục huyền thai kinh thường thường cũng là chết non, thậm chí có những người chẳng qua là tu luyện tới thần phủ cảnh giới liền chết trong tay người khác. Còn có chút người tu luyện tới ma tôn cảnh giới có tiền đồ rất tốt, nhưng đột nhiên bất hạnh mất mạng, tỉ như vị ma tôn bị Sa La Ma Đế giết chết kia, tỉ như Hắc Thiên Ma Tôn chạy đến chư thiên vạn giới chết trong tay Giang Tuyết, cũng là bị chết không rõ nguyên do. Môn công pháp này phảng phất mang theo điều không tốt, để cho người tu luyện từng người phải bỏ mạng. Tu luyện ma ngục huyền thai kinh, trước mắt còn sống sót chỉ còn lại có ta và ngươi. Lăng Lăng Thần Hoàng cười nói: "Bất quá ngươi so với bọn hắn giàu hoạt hơn rất nhiều. Lần này thiên đạo đột kích, ta nghĩ đến ngươi sẽ dập khuôn theo bọn họ, không nghĩ tới ngươi lại trước lĩnh ngộ ra Hồng Mông Hoàng Đạo, tự thân ký thác trong Hồng Mông. Huyền Minh nguyên giới bị đánh nát thành Hồng Mông, nơi nơi đều có thể để cho ngươi ký thác được. Hơn nữa ngươi còn lo lắng cho mình sẽ chết dũng, dù sao nguyên thần của ngươi không cách nào sẽ chẵn ra lẽ dung nhập vào đến hỗn độn Hồng Mông. Nếu nguyên thần bị chém, ngươi cũng sẽ chết đi. Vì vậy lúc chiến đấu chưa bắt đầu, ngươi liền đem nguyên thần của mình ký thác vào chân tiên đỉnh. Người khác thấy ngươi cầm lấy chân vạc, nghĩ đến ngươi là tính toán dựa vào chân vạc tới phá giải phong ấn của bổ tiên thần nhân. Thật ra thì bọn họ không biết được ngươi cầm lấy là nguyên thần của mình."
Hắn mắt lộ ra tán thưởng cười nói: "Cầm lấy nguyên thần của mình, đem đỉnh trướng giao cho Huyền Đô. Nguyên thần của mình cũng tương đương với đến trong tay Huyền Đô rồi. Mặc dù Huyền Đô đã làm rất nhiều chuyện, thế nhưng không muốn dính dáng quá nhiều nhân quả, sẽ không để cho ngươi chết ở trong tay của hắn, cho nên sẽ giữ được hỗn độn nguyên thần của ngươi. Sau khi hắn thoát kiếp, không muốn cùng ngươi nhân quả quá sâu, mới có thể đem nguyên thần của ngươi trả lại cho ngươi." Giang Nam nghe vậy thổn thức nói: "Ồ, sư huynh, chúng ta cái nhất mạch này từng người đều chết quá sớm. Sư đệ ta đây cũng không muốn sớm như vậy liền chết đi, cho nên phải tốn chút tâm tư mà bảo vệ tính mạng." Lan Lăng Thần Hoàng lòng đồng cảm, cũng là thổn thức nói: "Hề, hey, đúng là như vậy. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta năm đó cũng thiếu chút nữa gặp nạn, cơ hồ là bị Đô Thiên Đạo Huynh giết chết đi. Chúng ta cái nhất mạch này quá xuất sắc, xuất sắc đến ngay cả Lão Thiên cũng không dùng chúng ta, Thiên Đạo cũng ghen tị với chúng ta. Chúng ta chính là thiên lý không tha." Giang Nam lòng có ưu tư gật đầu nói: "Có đôi khi ta cũng cảm thấy không phải là ta quá thông minh, mà là bọn hắn quá ngu xuẩn." Lan Lăng Thần Hoàng thở dài một ngụm chọc khí nói: "Là bọn hắn quá ngu xuẩn, cũng là chúng ta quá thông minh. Bất quá không có những người ngu kia, sao có thể hiện lộ ra chúng ta thông minh như vậy." Hai người thở dài than ngắn, hung hăng thổi phồng lẫn nhau một hồi, mặt không đỏ, tim không nhảy. Nếu những người khác ở chỗ này nghe hai người nói chuyện, nhất định sẽ thay bọn họ xấu hổ, đến tìm một cái lỗ để chui vào. "Sư huynh, Đô Thiên Thần Đế thật đã chết rồi sao?" Giang Nam trong lòng vừa động hỏi. Ở trước khi Đô Thiên Thần Đế chết gặp qua người, duy chỉ có vị Bát Cảnh Thần Hoàng dùng tiên giả Lan Lăng Thần Hoàng trước mặt này, vì vậy Giang Nam mới có hỏi như vậy. Theo hắn, Đô Thiên Thần Đế tuyệt đối là tồn tại mãnh liệt đến giới tinh giới mù, ngay cả thiên đạo cũng có thể đề luyện ra. Thần nhân bổ thiên chủ yếu dựa vào chính là luyện thiên đại trận của hắn. 13 tồn tại chấn áp cổ tiên còn sống, Bỉ Ngạn, Thiên Mẫu Thánh Hậu cùng Lan Lăng Thần Hoàng, mặc dù không phải là bổ thiên thần nhân, nhưng riêng phần mình có bảo vệ tính mạng chi đạo. Đô Thiên Thần Đế mạnh như vậy, khó tránh để cho Giang Nam hoài nghi hắn có phải thật đã chết hay không. "Đô Thiên Đạo Huynh bởi vì vô cùng nghịch thiên, vì vậy thiên đạo không tha, hẳn là thật đã chết rồi." Lan Lăng Thần Hoàng cũng không dám khẳng định, vì vậy dùng tới hai chữ "hẳn là". Đột nhiên hắn lại cười nói: "Huyền Thiên Sư Đệ, ta và ngươi là đồng môn, chư thiên vạn giới bổ thiên thần nhân đã mục nát rồi, thiên đạo cũng đã mục nát rồi, ngay cả huyền minh nguyên giới của ngươi cũng bị đánh cho thành hỗn độn. Thiên đạo không lấy chúng sinh làm gốc rồi, còn có thể gọi là thiên đạo được hay sao? Thần nhân không lấy chúng sinh làm gốc, còn có thể gọi là thần nhân hay sao?" Hắn cười dài nói: "Ngươi lần này tính toán chư thiên thần đế, tính toán đạo vương, thiên đạo lão tổ, cũng bởi vì ngươi mà chết đi. Đến tiếp sau còn sẽ có gợn sóng liên tiếp đến khuấy đại cục, chư thiên vạn giới chỉ sợ không thể dung ngươi. Nếu ngươi cùng địa ngục ta đối nghịch, ngay cả ta cũng không thể dung ngươi được. Sao không khí ám đầu minh gia nhập địa ngục nhất phương đi? Nếu ngươi là chịu, ta sẽ đón chào. Trong địa ngục ta cùng ngươi có kiểu án là không ngờ số ít đâu, nhưng chỉ cần ngươi chịu gia nhập địa ngục ta, bọn họ nhất định mừng rỡ không khép được miệng." Giang Nam nháy mắt mấy cái, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dạng Xâm La Ma Đế mừng rỡ không khép được miệng, vội vàng lắc đầu, đem hình ảnh này chém đi mà cười nói: "Ta không muốn gia nhập với các ngươi, sư huynh tha lỗi cho." "Nói như vậy, ngươi muốn đối địch với ta rồi?" Lan Lăng Thần Hoàng tức cười, đứng chắp tay cười nói: "Đừng quên, ta là tiên thiên thần ma, hỗn độn sở sinh, trời sinh đất nuôi, người khác không thể ở trong hỗn độn hồng mông giết ngươi. Nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là phiền phức như vậy đâu. Mặc dù nguyên thần của ngươi trốn vào chân tiên đỉnh, ta cũng có biện pháp đem ngươi bắt đi ra ngoài. Ta thay sư phụ truyền đạo, tiên sư ở lúc cổ tiên hạo kiếp thượng giới, lúc hắn thượng giới không có mang ta lên. Ta ở hạ giới đã ngốc ngán rồi, ngẩn đến đủ lâu rồi. Ta thật sự không muốn ngươi nhảy ra phá hư đại kế của ta." Giang Nam trầm mặc một lát, mặt giãn ra cười nói: "Sư huynh, hôm nay đạo vương, ngươi, Huyền Đô cổ tiên, tạo thế chân phạt, phe phái ba người các ngươi, ta sẽ không gia nhập, ai cũng sẽ không giúp đâu. Sao, ý của ngươi như thế nào?"
Lan Lăng Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười mà nói: "Sao, ngươi muốn chân mang ba thuyền sao? Hai cái thuyền thôi cũng sẽ đem ngươi phân thây. Chân mang ba thuyền, chỉ cần hơi không cẩn thận, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sư đệ à, ngươi hiện tại nên chọn đúng đội, đứng vững một đội, tương lai mới có thể có quả mà phân. Hiện tại ngươi không đứng thành hàng, tương lai ngươi liền không có quả ngon để ăn đâu." Giang Nam mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi ở đây thời gian quá dài rồi, chẳng lẽ liền không lo lắng Bổ Thiên Thần Nhân trở lại hay sao? Nếu đạo vương trở về, tất nhiên là nắm chắc giết chết ngươi rồi." Lan Lăng Thần Hoàng cau mày, xoay người rời đi, thản nhiên nói: "Sư đệ, ngươi có thể ở trong Hồng Mông Tử Khí trốn được bao lâu đây? Cho dù là Biển Ngạn Nữ Đế cũng không dám nói mình có thể núp ở trong Hồng Mông Tử Khí là có thể thoát kiếp được. Thân phận của ngươi bây giờ lúng ta lúng túng, không phải là phe phái đạo vương, cũng không phải là phe phái địa ngục ta. Trong phe phái Huyền Đô cũng không có ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mọi người không đứng thành hàng sẽ gặp đến thanh tẩy. Ngươi vẫn là cần đứng thành hàng đi." "Đứng thành hàng sao?" Giang Nam đưa mắt nhìn hắn đi xa, qua một lúc lâu đột nhiên nhẹ giọng nói: "Các người ba con đường cùng đạo của ta không giống nhau. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ta há có thể đứng ở trong đội ngũ của các ngươi được đây. Đội ngũ của các ngươi ta không đứng, ta muốn đứng đội của chính ta kìa. Mạng vận của ta chính mình nắm giữ." Sau trận chiến này, Thiên Đao lão tổ trong Bổ Thiên Thần Nhân bỏ mình, Địa Ngục vạn giới cùng Chư Thiên vạn giới, nhiều thần ma đại quân bỏ mạng, thậm chí ngay cả chư hoàng, chư đế cũng gặp phải bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Quang Vũ Kỷ Kiếp bộc phát ra, một phần thân thể của Huyền Đô cổ tiên cùng một phần mảnh nhỏ tạo hóa tiên đỉnh thoát khốn, quả nhiên tạo thành chế thế chân vạc. Đạo vương cùng nhiều Bổ Thiên Thần Nhân trấn áp Quang Vũ Kỷ Kiếp để cho trận kỷ kiếp này không có tiếp tục bộc phát xuống, mà Địa Ngục cũng hành quân lặng lẽ, không hề đại cử xâm lấn nữa. Huyền Đô cổ tiên cũng không có tiếp tục bức bách. Hạo kiếp tạm thời bình thường xuống, tam đại thế lực riêng phần mình chỉnh đốn, thỉnh thoảng phát sinh tiểu quy mô chiến đấu, nhưng đại chiến giống như ở Huyền Minh Nguyên giới kia liền từ từ không có xuất hiện qua. Lúc này Địa Ngục cùng Chư Thiên vạn giới trong lúc đó cũng bắt đầu trao đổi, thỉnh thoảng có Địa Ngục tu sĩ hoặc là thần ma tiến vào Chư Thiên vạn giới cùng cường giả tranh phong, mà Chư Thiên vạn giới tu sĩ hoặc là thần ma khi rảnh rỗi cũng có người vào Địa Ngục khiêu chiến, hiện ra không ít nhân vật xuất sắc. Hai đại vũ trụ dung hợp là xu thế không cách nào sửa đổi. A Tỷ Ma Triều, Sa La Ma Đế cùng Đông Cực Thần Triều, Đông Cực Đại Đế cũng đối với loại tu sĩ thần ma trẻ tuổi này trao đổi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai bên đều có ước định, trẻ tuổi hào kiệt tiến vào lãnh địa lẫn nhau phải có chút phong độ, không thể lấy lớn áp nhỏ được. Hào kiệt Chư Thiên vạn giới cùng quần hùng của Địa Ngục giao phong, thỉnh thoảng có từng trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, để cho rất nhiều cường giả tuổi trẻ quật khởi, danh dương hai đại vũ trụ. Trẻ tuổi như mặt trời ban trưa, trong thần tôn lấy tiên thể thiếu hư cầm đầu, quét ngang đương thời. Tiên thể thiếu hư xâm nhập Chư Thiên vạn giới, lập một tòa lôi đài, chỉ khiêu chiến thần tôn, kinh nghiệm hơn 100 chiến. Thậm chí, ngay cả Đại Thánh Vương, Tố Thiên Hầu cùng Hạo Thiếu Quân, ba tuổi trẻ thần tôn này cũng lần lượt bại trận. Thập phái Bát Thiên Thất Thế Gia, Ngũ Đô Tứ Thành, Lưỡng Hậu Cung tuổi trẻ thần tôn cũng lần lượt ứng chiến, đều không ngoại lệ mà bị thua. Tiên thể thiếu hư ở trong thần tôn không có đối thủ, uy danh nhất thể vô lượng, được khen là đệ nhất nhân. Tiên thể quét ngang Chư Thiên vạn giới không có đối thủ, tạo nên uy danh bất thế. Mà trong thần chủ là quần tinh lấp lánh, hiện ra không biết bao nhiêu cường giả có đế tư, vô luận là Chư Thiên vạn giới hay Địa Ngục vạn giới cũng xuất hiện nhiều tuổi trẻ cường giả có đế tư. Từng tràng khiêu chiến làm cho người ta kinh diễm, thường xuyên khiến cho từng tràng oanh động. Làm cho người khác chú ý nhất là thần chủ trong Đô Thiên thần giới, đám người Tương Ngạn, Tam Khuyết, Hoa Chấn Nguyên, Diệu Đế, Nhạc Cấu Nương, Tịch Trọng, Tử Ngọc, Mục Sơn, Yêu Thần Kim Đế, số lượng nhiều làm cho người ta da đầu tê dại. Đô Thiên thần giới, những tuổi trẻ có đế tư này thường xuyên như ong vỡ tổ xuất động, nhiều lần đánh vào trong Địa Ngục, hướng Địa Ngục tuổi trẻ hào kiệt khiêu chiến, quét ngang tuổi trẻ thần chủ của Địa Ngục vạn giới. Lại đảo qua tiên thể thiếu hư, mang cho Chư Thiên vạn giới cảm giác bị áp bách. Về phần chân thần cảnh giới, cũng có không biết bao nhiêu nhân vật siêu quần bạt tụy. Chư Thiên vạn giới
cùng địa ngục vạn giới, hai đại vũ trụ tương thông, dần dần biến thành một cái võ đài lớn, khắp nơi đều là quần hùng. Người bên hát ta gặt hái, phấn khích riêng phần mình. Trừ bọn họ ra, còn có tặc nhân, giá thuyền thường lui tới, tục truyền là một nữ tặc mọi nơi trộm cắp, thậm chí ngay cả mấy vị ma hoàng ma cung cũng bị cướp đi, bị trộm đi vài món bảo vật. Gặp phải mấy tồn tại kinh khủng đuổi giết nữ tặc, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trong lúc vô tình, hơn 8 năm thời gian trôi qua, chàng ác chiến ở huyền minh nguyên giới kia đã trở thành huyền thoại, trở thành truyền thuyết. Mà huyền thiên giáo chủ tuổi trẻ kia phát động thiên hạ phong vân, đem hai đại vũ trụ vô số cường giả mạt sát, ám toán từng tôn thần đế, ma hoàng, thả ra huyền đô cổ tiên để cho hạo kiếp tạm thời bình thường xuống, ba bên thôi đấu. Huyền thiên giáo chủ vì vậy mà trở thành thần thoại. Đối với một thần chủ có thể khuấy phong vân lớn như vậy, thậm chí để cho hạo kiếp tạm thời bình thường, càng nhiều người là hoài nghi chỉ là một thần chủ có thể làm được một bước này hay không. Dù sao huyền thiên giáo chủ trong truyền thuyết không chỉ có ám toán chư hoàng chư đế, thậm chí ngay cả thiên đao lão tổ, cái phản đồ của chư thiên vạn giới này, cũng là bị hắn đưa ra, vì vậy mới có thể chết trong tay đạo vương. Đây chính là bổ thiên thần nhân tồn tại hùng cứ chư thiên vạn giới 5.400 vạn năm. Bởi vì một thần chủ mà chết đi, không khỏi có chút làm cho người ta cảm thấy khoa trương. Bất quá huyền thiên giáo chủ chết hay sống lại không người nào biết được. Có người nói hắn đã chết đi, còn có người nói hắn còn sống ở trong khối hồng mông khí, chẳng qua là gặp phải thiên đao lão tổ làm bị thương nặng, sống không bằng chết. Trong huyền minh nguyên giới, nơi nơi là bổ thiên thần nhân cùng chư hoàng chư đế cường giả bậc này chiến đấu lưu lại dấu vết, thậm chí còn có tiên tích. Hồng mông tử khí ở chỗ này trôi nổi, gột rửa, dần dần hướng khối hồng mông khí hội tụ. Khối không khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng chìm, tản mát ra khí tức hồng mông khôn cùng, nguyên thủy vĩnh hằng. Thường xuyên có cường giả hai đại vũ trụ đến đây thu hồng mông tử khí luyện bảo. Thỉnh thoảng còn có thần ma chư thiên vạn giới cùng địa ngục thần ma phát sinh chiến đấu. Có đôi khi còn có chân thần, thần chủ tồn tại cao cao tại thượng bậc này tới đây tìm kiếm cơ duyên mà đột phá. Thời gian đã lâu, cho nên liền có tiên đồn nói có người ở trong hồng mông tử khí nghe được tiếng tụng kinh, giống như cổ lão thần ma ở trong hỗn độn niệm chú. Thanh âm kia ẩn chứa hảo diệu vô tận, đưa tới không ít tu sĩ cùng thần ma đến đây nghe đạo, rất có tinh tiến. Thậm chí có người nhận được khải ngộ, nhất cử tu thành thần tôn. Thậm chí mấy thần chủ ma chủ liên thủ tiến vào trong hỗn độn hồng mông tìm kiếm nơi phát ra tiếng tụng kinh kia, nhưng vừa đi là không trở về, tin đồn chết ở trong hỗn độn. Cũng có tin đồn nói có người thấy trong khối không khí to lớn không gì so sánh được kia trôi lên thiên đình nặng nề, vô số thần ma san sát đứng ở trong thiên đình cùng bái một pho tượng cổ thần, tràng diện cực kỳ tráng quan to lớn. Thậm chí là một ma tôn đi ngang qua cảm giác được vô cùng rung động, tham quan học tập một lúc lâu. Còn có người thấy trong hồng mông có một cái bồ đoàn, tiên quang dung chuyển, có tiên âm từ chỗ sâu trong hồng mông mà truyền đến. Còn có người thấy một mặt bình phong, trong thoáng chốc như có cảnh tượng tiên tử phi thăng. Trong khối hồng mông khí có trọng bảo, tin tức kia truyền ra đưa tới không biết bao nhiêu cường giả đến đây thám hiểm, lại có không biết bao nhiêu người bị táng thân, bị đồng hóa thành hồng mông tử khí. Cũng có người đến gần chân tiên đỉnh, đỉnh thiên lập địa kia, xâm nhập đến trong đó, cố gắng lấy đi bảo vật này, kết quả cũng mạng táng trong hỗn độn. Qua không lâu, lại có truyền thuyết, nó có người tiến vào đất nguy hiểm kia, lâm vào hỗn độn, cơ hồ bỏ mình. Kết quả gặp phải một vị thư sinh, mời hắn vào trong một thần điện, uống trà luận đạo. Người nọ cho là thiên nhân, sau khi đi ra khối hồng mông khí, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, chợt hiểu ra như mộng. Truyền thuyết thư sinh kia chính là huyền thiên giáo chủ. Sao? Huyền thiên giáo chủ còn sống sao? Trong trung thiên thế giới, một địa ngục ma chủ lên tiếng truyền khắp trung thiên. Trong trận đại chiến kia, không có người nào có thể sống sót được. Huyền thiên giáo chủ cũng sẽ không ngoại lệ. Các người nói quá tả dị, chỉ là một thần chủ cũng có thể khuấy đại cục hai đại vũ trụ biến thành trạng thái chân phạc hôm nay sao? Bản thân ta muốn đích thân xông vào khối hồng mông khí một lần, xem một chút xem vị huyền thiên giáo chủ này có phải thật còn sống hay không. Hắn nếu như là đã chết, ta mang tàn cốt của hắn ra. Nếu hắn còn sống, ta đánh chết hắn, mang tàn cốt hắn ra. Ma chủ này tên là Bá Nhạc, là một vị ma chủ có đế tư trong địa ngục,
đã tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, bất quá lúc nào cũng có thể đột phá tu thành ma tôn. Nhà cấu nương chúng Đô Thiên trẻ tuổi thần chủ đại náo địa ngục, hắn đang bế quan, đợi lúc xuất quan, đám người nhà cấu nương tịch trọng đã đem địa ngục nhiều thần chủ ma chủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Bá Nhạc ma chủ không cam lòng, vì vậy một mình đi tới trung thiên thế giới, vừa gặp có người truyền thuyết chuyện Huyền Thiên giáo chủ còn sống. Hắn cũng biết Huyền Thiên giáo chủ là sư tôn của đám người nhà cấu nương, cho nên mới tính toán xâm nhập khối hồng mông khí, tìm được tàn cốt của Huyền Thiên giáo chủ, hoặc là đánh giết Huyền Thiên giáo chủ, hung hăng đả kích đám người nhà cấu nương tịch trọng, vì địa ngục vạn giới hòa nhau một ván. Danh tiếng Bá Nhạc ma chủ vô cùng vang dội, chuyến đi này tự nhiên cực kỳ hấp dẫn mà quan sát chăm chú. Trung thiên thế giới cũng có không biết bao nhiêu địa ngục ma thần cùng chư thiên vạn giới, nhiều thần ma cùng nhau quan sát hành trình của Bá Nhạc ma chủ. Có chư thần chư ma tùy tướng, chuyến đi này của Bá Nhạc ma chủ có thể nói phong quang vô hạn. Đợi đi tới phụ cận khối hồng mông khí, thậm chí nhiều thần minh, thiên thần cũng không dám đến gần, bởi vì dẫn lực của khối hồng mông khí cực mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong khối không khí. Thực lực hơi yếu, liền căn bản không cách nào chống cự hồng mông tử khí, bị tử khí hóa đi, ngay cả thần tính cũng không thể chạy trốn. Chỉ có chân thần, thần chủ mới có thể đi tới phụ cận tử khí, mà chỉ có cường giả mới dám tiến vào khối hồng mông tử khí này. Nhưng có thể làm được xâm nhập khối không khí mà không chết đi, toàn thân trở lui, cho dù là ma tôn, thần tôn cũng không dám nói mình có thể làm được. Dù sao 8 năm nay đã có không ít thần tôn ma tôn tiến vào trong khối không khí, không còn có đi ra ngoài. Bá Nhạc ma chủ nhìn về phía khối không khí, cười lạnh một tiếng, sải bước hướng khối không khí đi tới. Có một loại khí khái trên đời vô địch, chỉ bằng vào loại khí khái này liền đủ để khiến nhân tâm kính phục. Thân thể của hắn càng ngày càng vĩ ngạn, quanh thân giới vực triển khai muôn hình vạn trạng, cười ha ha nói: Huyền Thiên giáo chủ còn không ra gặp ta đi, chỉ là một ma quỷ. Bang! Hắn chưa nói hết câu, đột nhiên hư không hé ra, một bụi thần thụ bay tới, sáng mở vạn đạo, màu ngọc bích ngàn tia, thần thụ cao tới vạn dặm, kim chói. Đợi lúc đi tới bên cạnh khối không khí, chỉ có cao lớn vài chục trượng. Trong tán cây có một tổ chim lớn mấy trượng, do rơm rạ kim sán xây dựng mà thành. Trong tổ chim có hai đầu thanh điểu, co đầu rụt cổ, còn có một đầu ấu điểu chưa lớn, mới vừa mãn cánh chim, tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Mà bên cạnh ấu chim còn có bốn con chim nhỏ, giống như gà con, khéo léo, đẹp đẽ, đứng ở bên cạnh ấu chim, xếp thành một hàng. Thần thụ tản mát ra uy năng kinh thiên, hướng khối hồng mông khí xa sút xuống. Bảo bối tốt à, bảo bối tốt à. Ánh mắt Bá Nhạc ma chủ không khỏi sáng ngời, mà nhiều thần ma ở phía ngoài quan sát hắn, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, hô hấp có chút dồn dập. Chỉ thấy gốc thần thụ kia khắp cả người là đạo tắc làm bằng, không biết bao nhiêu đạo tắc luyện thành thần cây thần thụ, mà hàng tỷ đạo căn tu cũng là một mảnh đại đạo, đạo tắc dài hẹp sở luyện, cành lá cũng là đạo tắc tạo thành. Mảnh nhìn thật kỹ, cành lá thần thụ kia quả thực chính là một thế giới nhỏ. Thiên tài địa bảo bậc này cơ hồ có thể sánh ngang thần quân chi bảo, nên cho ta sở hữu là được. Một tiếng cười to truyền đến, một chân thần đột nhiên xuất thủ, phía sau đột nhiên hiện ra một cái lưới lớn, hướng thần thụ kia lưới đi. Cùng lúc đó, mấy ngàn thần ma rối rít động thủ, có thi triển thần thông, có người tế lên pháp bảo, hết thảy chạy thẳng tới gốc cây thần thụ kia, cố gắng đem thần thụ mà lấy đi. Mạnh mẽ hủy đi nhà của ta, còn có vương pháp hay không đây? Đầu ấu chim trong tổ chim kia giận dữ, đột nhiên hai cái chân đứng lên, há mồm khẽ hấp thu, đầu chim trở nên vô cùng khổng lồ, chu vi mấy ngàn dặm, một ngụm nuốt tới. Giữa không trung giống như đột nhiên nhiều ra một hắc động thật lớn, vô số thần thông pháp bảo hết thảy rơi vào trong miệng chim. Vù vù vù, từng tôn thần ma dừng chân không được, thần bất do kỷ ngã vào trong miệng chim, bị đầu ấu chim này một ngụm nuốt mấy ngàn thần ma. Những thần ma khác may mắn thoát khỏi liền ngẩn ngơ, trong lòng hoảng sợ, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, có chút không biết làm sao. Trong ổ chim, đầu công điểu kia nghiêng đầu, con ngươi tròn vo ngó chừng ấu chim nói: À đấy, ít bị chú ý thôi, không nên gây chuyện. Bá Nhạc ma chủ đột nhiên cất tiếng cười to, cất bước hướng thần thụ cùng ổ chim đi tới, chiến ý xông lên trời. Thiên tài địa báo, người có đức thì được. Vài đầu chim nhỏ
ta nghĩ tình các ngươi tu hành không dễ, giao ra thần thú, các ngươi theo ta tha cho các ngươi một mạng. Đầu công điểu kia triển khai một cánh che ở trên đầu ấu chim, tránh cho hắn lại tới gây chuyện, trung thực nói: đây là cây thành đạo của Huyền Thiên giáo chủ, tên là Đế Hoàng Thú, đạo huynh không nên sinh sự, tránh cho giáo chủ tức giận. Huyền Thiên giáo chủ sao? Bá Nhạc ma chủ cười lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, một bàn tay ma khí ôm tùm thăm dò chụp vào Đế Hoàng Thụ, cười lạnh nói: Huyền Thiên giáo chủ là cái thứ gì? Pang! Từng chích chim to chim nhỏ, nhũ chim đột nhiên nhất tề mở ra cánh chim, thanh dực liên thiên, đỡ một kích kia của Bá Nhạc ma chủ, uy lực hung mãnh đáng sợ, đem một thức thần thông này của Bá Nhạc ma chủ đánh nát. Ngay sau đó, từng đạo thanh dực rơi xuống như kiếm chém liên tục. Bá Nhạc ma chủ vội vàng chống cự, không ngờ vài đầu chim xanh này mặc dù nhìn như chim xanh bình thường, nhưng kỳ thực cũng là môn hạ của Hồ Thiên lão tổ, Bổ Thiên thần nhân, nghe đạo giảng pháp lại được đến Thông Ngu thần đế những năm này chiếu cố, đã sớm lợi hại đến đáng sợ, tu thành thần chủ, tinh thông từng loại đế cấp công pháp cùng thần thông. Vài đầu chim xanh liên thủ, nhất thời Bá Nhạc ma chủ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, còn có một đầu ấu chim mới vừa lột xác ở trong ổ chim sôi nổi kêu lên: bắt nạt chim của Huyền Thiên giáo chủ, ngươi còn muốn sống nữa hay không? Trong lòng Bá Nhạc ma chủ biết không ổn, đang muốn rút lui, đột nhiên đầu tiểu chim kia té lên một rễ cây, pang một tiếng chó lại, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể chạy trốn. Không nên ăn hắn. Đầu công điểu kia thấy tiểu thanh điểu há mồm liền muốn đem Bá Nhạc ma chủ nuốt vào, vội vàng nói: không nên ăn, ngươi ăn như vậy là không đúng đâu. Bên cạnh mẫu chim cũng gật đầu, ân cần dạy bảo nói: chôn dưới đất, chuyên cần tới nước, mọc lên tốt hơn, năm sau liền có thể dài ra rất nhiều, ăn được nhiều hơn. Linh đạo tử chính là trồng hoa mẫu như vậy. Đầu tiểu thanh điểu kia mừng rỡ, đem Bá Nhạc ma chủ trồng ở trong ổ chim, từ trên một mảnh lá cây mang tới lộ thủy tới Bá Nhạc ma chủ. Phía ngoài, nhiều thần ma thấy mà ra đầu tê dại, một lão thần lẩm bẩm nói: chim của Huyền Thiên giáo chủ thật là hung tàn. À đúng rồi, chẳng lẽ Huyền Thiên giáo chủ thật còn sống sao? Đột nhiên, khối hồng mông khí bắt đầu khởi động, bên trong chuyển đến đủ loại đạo âm, vạn đạo nổ vang, có vô cùng thần quang cùng tiên chỉ từ chỗ sâu nhất của khối không khí bắn ra, chỉ một thoáng, hàng tỷ dặm cũng là thần quang và tiên quang. Hồng mông tách ra, thần đình nặng nề hiện lên, vô số thần ma hư ảnh vĩ ngạn đứng vững vàng ở trong trọng thần đình, cùng chung đứng hầu. Giáo chủ rút cục muốn xuất quan rồi. Hai đầu chim to vội vàng sửa sang lại vũ mao, một mực cung kính đứng ở trong ổ chim, duy chỉ có đầu tiểu thanh tiểu điểu kia bĩu môi thầm nói: hắn mạnh mẽ hủy đi phòng ốc của chúng ta còn không đưa tiền. Đúng vào lúc này, đột nhiên hư không lần nữa hé ra, từng tôn thần ma vô cùng cường đại xông ra khỏi hư không, hàng tỷ thần quang phô một cầu vồng, hơn 20 vạn thần ma đứng vững vàng ở hai bên phi kiều, lại có từng tôn chân thần thiên thần bay ra, thần nữ tấu lên thần nhạc, lại có từng tôn trẻ tuổi thần chủ bay tới, không người đứng hầu, để cho quần hùng kinh hồn táng đảm chính là tuổi trẻ thần chủ này rõ ràng là gần chút ít năm danh tiếng đang cao Nhạc Gấu Nương, Tịch Trọng, Tương Ngạn, chúng trẻ tuổi thần chủ uy danh hiển hách. Mà giờ khắc này, những tồn tại loại đầu sỏ này hết thảy một mực cung kính cung thanh nói: mời phu nhân pháp giá. Một chiếc hương xa chạy tới, từ trên cầu vòng chạy nhanh đến bên cạnh khối hồng mông khí. Bên trong hương xa truyền tới một thanh âm ôn nhu dễ nghe: lão gia có xuất quan hay không? Mời lão gia xuất quan. Hơn 20 vạn thần ma nhất tề không người nói, thanh âm rung trời. Chiếc hương xa kia dùng quần tinh làm châu, bện thành bức rèm tre, ước chừng mấy ngàn khỏa, lại thu nhập thần nguyệt luyện chế thành chuỗi ngọc lưu ly. Từng chuỗi ngọc đều là do mấy trăm khỏa thần nguyệt tạo thành, treo đầy các góc mái hiên xe, ước chừng 36 cái. Mà ở trên mái hiên thì có một mảnh thần long quay quanh, đầu lâu thần long ngẩng lên, uy vũ khí phách, trong miệng ngậm lấy nguyên một đám đèn lồng, chiếu rọi tứ phương. Trong đèn lồng thì là từng khỏa thần dương, mặt trời thần giới luyện chế mà thành. Mái hiên lại treo 8 khẩu chuông, theo bảo liễn chạy mà không ngừng chấn động. Cái chuông này tên là thanh tú chung, tụ tập thanh tú của thiên hạ. Lại có mui xe như thiên
trên mui xe lại có một tòa bảo tháp trấn áp số mệnh. Chứng kiến chiếc bảo liễn này, vô số thần ma bên cạnh khối hồng mông khí liền biết là Huyền Thiên giáo chủ phu nhân tới. Trong truyền thuyết, Huyền Thiên giáo chủ táng thân ở trong chiến đấu tạo thế chân vạc kia, giáo chủ phu nhân ở đô thiên thần giới kế thừa đạo thống của hắn. Hơn 8 năm thời gian, Huyền Thiên Thánh Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại anh hùng hào kiệt hiện lên, có nguy hiểm phân liệt. Bọn người Cung Thiên Khuyết, Tử Ngọc, Mục Sơn, Hoang Cảnh, Hy Hoàng Thái Tử lần lượt ly khai đô thiên, từng người dẫn đi một nhóm lớn thần ma, gây ra nhiễu loạn thật lớn. Đô thiên vô chủ toàn nhờ vị giáo chủ phu nhân này dốc hết sức chấn áp xuống, để cho bọn người Cung Thiên Khuyết không có một người mang đi, bóc lột bọn chúng không còn một mảnh, sau đó đuổi ra khỏi đô thiên. Hơn nữa, đương kim Đông Cực Đại Đế đối với vị giáo chủ phu nhân này cũng là ưu ái có thừa, thỉnh thoảng truyền triệu nhập cung, để cho rất nhiều người có dị tâm không dám động đến đô thiên thần giới. Không chỉ có như thế, thực lực vị giáo chủ phu nhân này cũng thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả Tố Thiên Hầu, Hạo Thiếu Quân, bá chủ bên trong thần tôn bậc này cũng nói thẳng giáo chủ phu nhân không kém hơn bọn hắn. Lúc này, giáo chủ phu nhân xuất lĩnh đô thiên 20 vạn thần ma đến đây, hàng lâm đến cái nguyên giới tan vỡ này, bên cạnh khối hồng mông khí, xác minh lời đồn đãi kia. Cái kia chính là Huyền Thiên giáo chủ thật sự chưa chết. Quần hùng đến chỗ này ngày càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều cự đầu cổ xưa đến từ chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. Mỗi một tồn tại đều có được uy danh hiển hách, thậm chí có chút ít tồn tại vẫn là trước lúc đại chiến bộc phát ra dẫn dắt đại quân bá chủ. Vô số tồn tại cổ xưa ở trong hư không như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra thân thể to lớn cao ngạo, để cho phiến hỗn loạn chi địa này nhiều hơn một chút ngưng trọng. Khối hồng mông khí vỡ ra, một đầu kim quang đại đạo từ bên trong khối không khí phô ra, tốc hành ở phía trước bảo liễn hương xa cùng cầu vòng tương liên. Rất nhiều tồn tại cổ xưa ẩn nấp ở trong hư không không khỏi động dung. Đoàn khí này cực kỳ trầm trọng, là cả huyền minh nguyên giới, tất cả ngôi sao bị đánh nát ra, tất cả hư không bị phá diệt, hình thành hồng mông tử khí ngưng tụ mà thành, trầm trọng vô cùng, sức nặng có thể so sánh với một thế giới. Trừ cái đó ra, còn có ngàn vạn thần ma đại quân chết ở chỗ này, hơn nữa còn có thần đế, ma hoàng phân thân, hằng hà thần binh, ma binh, bổ thiên thần nhân, thiên đao lão tổ huyết mạch, cộng đồng đúc thành khối không khí này. Mặc dù là thần tôn ma tôn tiến vào trong đó, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đè chết đập vụn, thần hồn thần tính không cách nào đào thoát được. Không nghĩ tới Huyền Thiên giáo chủ này chưa đi ra liền đem hỗn độn hồng mông tách ra, cái này không phải chuyện đùa. Đột nhiên vô số thần chủ, thần tôn, ma tôn từ trong hỗn độn hồng mông đi ra, đứng ở hai bên kim quang đại đạo. Trong đám người không khỏi có người kêu lên sợ hãi, thất thanh nói: đó là liệt thiên ma chủ, hắn không phải lâm vào khối hồng mông khí chết rồi hay sao? Còn vị kia là Huyễn Dương thần tôn, mấy năm trước hắn ý đồ tiến vào khối hồng mông khí thu chân tiên đỉnh, kết quả một đi không trở lại. Người khác đều nói hắn đã chết rồi, như thế nào còn sống được vậy? Mau nhìn, còn có thanh hư thần chủ kia. Ta nghe đồn tinh xuyên nữ ma chủ đã chết cũng ở trong đó kia. Các thần chủ, ma chủ, thần tôn, ma tôn trong truyền thuyết chết ở bên trong khối hồng mông khí, nhau nhau còn sống đi ra khỏi khối hồng mông khí. Những tồn tại này kiệt ngao bất tuần, chính là cự đầu, tiểu cự đầu bên trong chư thiên vạn giới hoặc là địa ngục vạn giới. Nguyên một đám tâm cao khí ngạo, bất quá lúc này đây lại cung kính đứng hầu ở hai bên kim quang đại đạo, tựa như đệ tử vậy. Ở chỗ sâu trong hỗn độn hồng mông, một thần nhân từ từ đi tới, sau đầu tám đạo thần luân chậm rãi chuyển động, đại đạo chi âm hạo hạo đáng đáng, giảng thuật vô tận đạo diệu, làm cho người như say mê, như say xưa. Thần nhân này quanh thân tràn ngập khí tức bao trùm đại đạo khác, đó là hoàng đạo. Chỉ có tiên thể hoặc là người lĩnh ngộ ra tâm tình thiên nhân hợp nhất mới có thể luyện thành đại đạo. Đạo ta vừa ra, vạn đạo thần phục, cái này chính là hoàng đạo. Không chỉ có như thế, trên người của hắn còn có khí tức thiên đạo, có tất cả 11 chủng. Sau lưng hắn kết xuất 11 loại dị tượng, thiên đao, thiên lý chu tiên kiếm, tạo hóa thật lâu, vạn Phật tháp, chấn tiên đỉnh, hóa tiên ngọc bình, thiên đạo bảo trung, đạo kim ngọc bàn, tàng thiên hồ lô. 9 loại này là chư thiên vạn giới, 9 đại thiên đạo chí bảo. Trừ những cái đó ra còn có lan liên ngọc mà Đông Cực Đại Đế dùng để xây dựng La Thiên, địa ngục vạn giới, minh hải vạn ngục ấn. Thần nhân phất tay gọi đến đế hoàng thụ,
chỉ thấy gốc thần thụ này rơi vào bên trong thần luân của hắn. Thần luân trùng trùng điệp điệp bao phủ, hàng tỷ trùng đại đạo hội tụ dũng mãnh vào bên trong thần thụ, để cho gốc thần thụ này trở nên hào quang sáng chói, uy năng càng hơn trước kia. Ánh mắt của hắn sáng ngời quét về phía hư không, chỉ thấy trong hư không như ẩn như hiện rất nhiều tồn tại cổ xưa đột nhiên ngay ngắn hướng biến mất. Trong này đa số là đối đầu lúc trước của hắn. Thấy hắn quanh thân dị tượng, liền biết rõ mình không phải là đối thủ, lúc này liền biến mất đi. Huyền Thiên giáo chủ tu thành thần tôn trở nên càng cường đại hơn rồi, không thể tới tranh phong được. Nguyên một đám tồn tại cổ xưa tư duy ở giữa không trung va chạm, thấp giọng nói: vị thần nhân này đi đến Kim Quang Đại Đạo, hướng Bảo Liễn Hương Sa đi đến. Bọn người Liệt Thiên Ma chủ, Huyễn Dương thần tôn, Thanh Hư thần chủ nhao nhao đi theo tả hữu. Đô Thiên thần giới, hơn 20 vạn thần ma cùng một chỗ không người thi lễ, thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng vũ trụ hư không. Cùng nghênh Huyền Thiên Thánh giáo chủ. Thần nhân kia đi tới bên cạnh xe, nhà cấu nương đang muốn vén rèm xe lên, đột nhiên hư không chấn động, một vị đạo đồng cất bước đi tới, cao giọng nói: Huyền Thiên giáo chủ, xin dừng bước, lão gia nhà ta Đạo Vương có pháp chỉ cho ngươi. Thần nhân kia đúng là Giang Nam, nghe vậy dừng bước lại. Đạo đồng kia pang một tiếng, triển khai Đạo Vương ý chỉ thấy thần văn hiển hiện, lên lớp giảng bài bốn chữ: an phận thủ thường. Giang Nam tức cười, tiếp được ý chỉ của Đạo Vương, giao cho Tịch Trọng ở một bên. Đạo đồng kia thi lễ, quay người thấu lui. Quả nhiên, Đạo Vương biết rõ cái tên này xuất quan, sai người đến gõ hắn ta rồi. Trong hư không có đối thủ cũ của Giang Nam hưng phấn nói. Giang Nam đang muốn leo lên hương xa, đột nhiên lại có ma khí hiện lên, hóa thành một phiến ma vân. Bên trong ma vân rất nhiều ma thần hàng lâm, ôm lấy một vị đạo đồng chạy như bay mà đến. Đạo đồng kia cao giọng nói: Huyền Thiên giáo chủ, dừng bước lại, lão gia nhà ta Lan Lăng thần hoàng có pháp chỉ cho ngươi. Giang Nam dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo đồng kia đem ý chỉ của Lan Lăng thần hoàng triển khai. Thượng diện là một bức họa, họa chính là ba con thuyền, một thư sinh trẻ tuổi dài ra ba cái chân, rất là quái dị, đứng ở trên ba con thuyền. Bất quá ba con thuyền khoảng cách quá lớn, đem tuổi trẻ thư sinh này xé thành ba múi. Bên cạnh bức họa cũng có bốn chữ kia ghi là: không nên gây chuyện. Giang Nam thu Lan Lăng thần hoàng ý chỉ, cũng giao cho Tịch Trọng, để cho Tịch Trọng cất kỹ. Giáo chủ, đã lâu không gặp rồi. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy một đầu lâu cực lớn đỉnh phá hư không, hai cái sừng cao ngất ở giữa thiên địa, hai con ngươi như là luyện ngục, trong đó có liệt hỏa vô biên thiêu đốt, thần uy ma uy bá đạo vô cùng. Đó là hung thần Chiến Thiên Ma Quân. Có người thất thanh nói. Chiến Thiên Ma Quân nhìn về phía Giang Nam, thanh âm chấn động. Giáo chủ, ta phụng mệnh Huyền Đô cổ tiên chi mệnh đến đây nói cùng ngươi một câu. Huyền Đô có nói chớ có tìm ta. Cáo tử, hôm nào tìm ngươi chơi đùa. Đầu lâu của Chiến Thiên Ma Quân biến mất, để cho trong hư không không biết bao nhiêu tồn tại âm thầm hưng phấn. Khá lắm, Huyền Thiên giáo chủ xuất quan, đầu đàn của tam đại thế lực đều đi gõ hắn rồi. Đạo Vương để cho hắn an phận thủ thường, Lan Lăng thần hoàng muốn hắn không nên gây chuyện, còn trả phúng hắn chân đạp ba thuyền. Mà Huyền Đô cổ tiên thì không muốn cùng hắn có dính dáng gì. Lần này Huyền Thiên giáo chủ có thể nói là đem tam đại thế lực đắc tối không còn một mảnh rồi. Còn có người nào có thể bảo vệ hắn được đấy? Hắn đắc tội người cũng không có ít đâu, đều là nhân vật cực kỳ lợi hại. Ví dụ như mấy thần đế phân thân là bị hắn thả ra Huyền Đô cổ tiên hại chết đấy. Chỉ vậy thôi sao? Địa ngục chư đế chư hoàng phân thân bị chết không còn một mảnh, còn không phải nhờ hắn ban tặng hay sao? Trận chiến ấy chết ngàn vạn thần ma à? Không chỉ có ngàn vạn thần ma đâu, ta còn nghe nói Chiến Thiên Ma Quân, Hạm Đạm Yêu Quân cùng U Đế đại náo chư thiên, vì giải cứu Huyền Đô cổ tiên giết không biết bao nhiêu người, toàn bộ tính toán ở trên đầu Huyền Thiên giáo chủ này. Ta còn nghe nói Xâm La Ma Hoàng bệ hạ tận mắt thấy Huyền Thiên giáo chủ chết rồi, vui cười hoa tay múa chân, không lâu lại biết đến Huyền Thiên giáo chủ khả năng không có chết đi, tức giận đến Ma Hoàng bệ hạ phun ra máu, sau đó là một hình nhân thượng diện dán danh hào Huyền Thiên giáo chủ, mỗi ngày để muốn chát mấy lần. Nghe nói trận chiến ấy Ma Hoàng bệ hạ trọn vẹn hao tốn hơn 50 hơi ma quân phân thân.
Huyền Thiên giáo chủ bị người đánh chết đi, chỉ sợ cũng không có người phù hộ à. Dù sao hắn đắc tội nhiều nhân vật hung ác như vậy cơ mà. Cũng khó nói, hắn bế quan bên trong Hồng Mông hơn 8 năm trời. Đông cực đại đế như trước không có hủy bỏ phong hào tả thiên thừa của hắn đi. Hiển nhiên đối với hắn, coi trọng như trước chưa dám. Ở bên trong tiếng nghị luận, Giang Nam leo lên bảo liễn, Tịch Trọng cùng Ngấu Nương như là một đôi kim đồng ngọc nữ đứng ở hai bên. Yêu thần Kim Đế cùng thần Thiếu Yêu Vương ở phía trước mở đường. Hơn 20 vạn thần ma túm tụm mà đi. Giáo tôn, 8 năm người không ở đây đã xảy ra rất nhiều đại sự, rất nhiều tồn tại nhảy ra tranh hùng thiên hạ. Địa ngục Lan Lăng Liệt cũng đạt tới thành tựu cực cao, tu thành ma tôn, còn có Tử Viên Ma Hoàng tu thành ma quân, lại có Trường Nhạc công tử, Vị Ương công tử, hai người này đạt tới thần tôn đỉnh phong. Hạo Thiếu Quân cũng tu thành thần tôn. Mặt khác còn rất nhiều nhân vật cùng giáo tôn đồng mối phấn đã thành cự đầu thống trị một phương rồi, thường có chiến đấu cực kỳ ngoạn mục. Nhạc Cấu Nương nhanh mồm nhanh miệng, tình hình như thế nào đều nói ra không ngừng. Hủy diệt ma tôn cùng địa ngục chư hoàng đệ tử cũng từng đến bên trong chư thiên khiêu chiến, đánh xuống uy danh hiển hách cả. Tám bộ tiên thần nhân môn hạ cũng có thần tuân xuất thế. Huyền Hoàng học cung cũng là có chư thánh đi xa, thỉnh thoảng bắn ra đại chiến, tên là trao đổi, thật ra là chèn ép khí diễm của đối phương. Nhất là tiên thể Tiếu Hư, gần đây tên tuổi thịnh nhất rồi, đánh khắp thần tôn không có đối thủ, được vinh dự là đệ nhất nhân bên trong thần tôn. Hắn ở chư thiên khiêu chiến, trực tiếp ngồi ở bên trong La Thiên, lập một mặt kim bảng, tên là chư thiên quần hùng bảng, đều là nguyên một đám thần tôn nổi danh bại ở trong tay của hắn. Hắn chiến bại những người này, liền vì những người này mà bài danh, để cho chư thiên quần hùng hận đến ngứa răng, lại không làm gì được hắn cả. Giang Nam trên mặt vui vẻ, lặng lặng lắng nghe, đột nhiên cảm khái nói: 8 năm rồi, bất chi bất giác ta bế quan đã 8 năm rồi. Vô số thần ma nghe vị Huyền Thiên giáo chủ này thở dài, tiếng thở dài rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Mới 8 năm thời gian, không có đánh các ngươi liền dám cản rỡ rồi. Xem ra nên tất yếu đánh các ngươi một chầu rồi. Ngắn ngủi 8 năm thời gian, Đô Thiên Thần Giới cũng đã phát triển ra hơn 20 vạn thần ma. Một là tất cả sinh linh của Huyền Minh Nguyên Giới đều dũng mãnh tiến vào trong Đô Thiên, tăng thêm lúc hạo kiếp bộc phát ra, vạn giới chúng sinh tuôn hướng thần giới. Đô Thiên bởi vì là một cảng tránh gió, không có chiến loạn phân tranh, cho nên rất được chúng sinh hạ giới cùng tu sĩ yêu ái. Lại không hề biết bao nhiêu tu sĩ gia nhập Huyền Thiên Thánh Tông, để cho Thánh Tông đệ tử nhiều hơn ngàn vạn lần. Hơn nữa, Huyền Thiên Thánh Tông chính là thánh địa lừng lẫy, nổi danh trong tất cả các đại thế lực của chư thiên. Mặc dù là công pháp kinh điển của thần đế gia tộc, cũng không dám nói có thể siêu việt hơn Huyền Thiên Thánh Tông. Thậm chí, ngay cả đế cấp công pháp trong Huyền Thiên Thánh Tông cũng có được hơn 10 loại. Có vô số công pháp kinh điển với tư cách hậu thuẫn, tự nhiên tạo nên vô số thần ma. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thần ma đến đây đầu nhập vào Huyền Thiên Thánh Tông, để cho lực lượng Thánh Tông càng phát ra lớn mạnh. Đây cũng là trong khoảng thời gian Giang Nam không có mặt, thiên vi kinh doanh có công đè xuống Thánh Tông phân liệt. Tại Trung Thiên Thế Giới, vị Ương Nữ Đế thống trị phía lãnh thổ quốc gia mênh mông kia, thành lập thần đình, thần triều. Dưới trướng đã có vị Ương Cung Văn, thần võ, cũng có nguyên một đám thế lực lớn, rất nhiều thần tôn thuần phục, từ từ thịnh vượng. Lúc hạo kiếp bộc phát ra, rất nhiều thần ma vạn giới tuôn hướng Trung Thiên Thế Giới, ý định tiến vào thần giới. Có không ít thần ma bị vị Ương Nữ Đế ngăn lại, mở rộng thế lực của mình. Đô Thiên hơn 20 vạn thần ma đại quân chạy đến nơi đây, đột nhiên chỉ thấy tinh kỳ phấp phới, từng nhánh thần ma đại quân ở phía trước thao luyện, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Tịch Trọng vội vàng cho yêu thần Kim Đế cùng thần Thiếu Ưu Vương đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng tòa thần thành treo trên bầu trời, vô số thần tôn xuất lĩnh đại quân bố trí xuống các loại trận thế, trận pháp cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, hoàn toàn ngăn ở trước hoang cổ thánh sơn. Mà ở phía sau từng tòa đại trận này thì là một mảnh thần đình vàng son lộng lẫy, thiên cung chẳng chịt bảo vệ xung quanh đế cư chi địa. Vô số thần quan thần tướng đứng ở trước một tòa đại điện, đang trông xem trận thế thế nào, bảo vệ xung quanh một nữ đế. Nữ đế kia có chút cười lạnh. Một vị thần quan thoáng nhìn Đô Thiên Thần Giới thần ma đại quân đến đây, bay ra khỏi thần đình, thanh sắc điều lệ nói: Nữ đế ngự lãm đại quân, người không có phận sự, hết thảy tránh ra,
không được sống tới, nếu không là tử tội. Đô thiên thần giới, rất nhiều thần chủ nhao nhao giận dữ, cười lạnh nói: vừa rồi lúc chúng ta đến đây còn không có đại quân thao luyện, hiện tại liền có đại quân thao luyện, hơn nữa với khốn hoang cổ thánh sơn, rõ ràng là ngăn trở đường đi của chúng ta, để cho chúng ta khó chịu sao? Trong nội tâm Giang Nam hiểu rõ, chính mình dẫn động quang vũ kỳ kiếp để cho vị ương nữ đế phân thân chết ở huyền minh nguyên giới. Vị nữ đế này tất nhiên là biết rõ mình sắp xuất quan, bởi vậy đến đây hung ác gọt mất mặt mũi của mình. Nếu bị làm cho nhường đường, tên của mình tất nhiên ngã xuống, thể diện cũng thật không tốt để nhìn. Phu nhân. Giang Nam nhìn về phía Thiên Vi, Thiên Vi gật đầu cười nói: cứ tiếp tục đi lên phía trước đi. Hơn 20 vạn thần ma hùng hùng hổ hổ hướng Trung Thiên Đại Quân bước tới. Trung Thiên thế giới, các lộ đại quân cũng không khỏi khẩn trương lên. Thần chủ thần tôn thống soái đại quân sắc mặt khẩn trương, nguyên một đám tới lên pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như tiếp tục không lùi xuống, giết chết bất luận tội. Một thần tôn nghiêm nghị quát lên. Đô thiên rất nhiều thần ma mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi tới. Bên trong thần đình, vô số thần quan thần tướng cái chán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hướng vị ương nữ đế nói: bệ hạ, huyền thiên giáo chủ thật sự xông vào trận thế của chúng ta rồi. Hắn dù sao vẫn là đông cực thần triều tả thiên thừa, nếu chém giết đông cực đại đế hỏi tội, chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta, không bằng cho hắn một cái mặt mũi, phóng hắn đi qua đi. Cho hắn mặt mũi sao? Vị ương nữ đế cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo sát khí: mặt mũi của chấm để ở nơi nào đây? Chấm đường đường chính là thần đế, rõ ràng còn muốn nhượng bộ hắn sao? Còn ra thể thống gì đây? Nếu hắn trùng kích đại quân của chấm, chém hắn cho ta. Quần thần sợ hãi, nguyên một đám lĩnh mệnh. Một thần tướng bước ra khỏi thần đình, ở trước từng tòa đại trận chạy như bay mà qua, nghiêm nghị quát lên: người xông tới đại trận của ta, chám!